mình đang khá nghi ngờ về giới tính của ông chú này nhá, bởi vì là rất là bén lén, rất là ẻo, xong rồi là lúc gặp con trai thì chụp hình ôm ấp rất là thân thiết. Rất là nghi ngờ về giới tính của ông chú này, còn trêu cả gái cả. Anh thuê ông này bao tiền một lần bốc anh? 5.000 à? Ông chú ấy thuộc, tức là gian hàng nào chủ nào thì sẽ có kho ở đấy, và người ta không cần chỉ là chú phải đi đến đâu, ta không phải thêm một người dẫn đi nữa, mà chú sẽ tự động tự biết được là cái hàng này sẽ để ở chỗ kho nào. Nó chết rồi, gặp người quen. Chú còn nhớ cháu không? Không. Gặp nhau ở chỗ nhà Phìn ấy. Là bệnh của anh. Hả? Là bệnh của anh. Con nhớ cháu không? Không. Ngày hôm nay là chợ phiên nên là ông chú cũng xuống chợ phiên. Chú bảo nhá. Anh của anh. Anh ra. Biết dùng điện thoại rồi đấy. Điện thoại của em hay là của ông chú? Của em. Của em à? Của anh. Này, công việc của chú là hay đi bốc vác ở chợ ấy. Thì chú sáng nay chú đã làm chưa? Chưa làm rồi. Làm rồi à? Làm gì? 10 giờ, 11 giờ đấy là mệt bốc. 11 giờ lại bốc tiếp à? Vâng. Chú ấy hay bốc ở chỗ nào? Mong kể lại. Chú bốc quanh chợ. Quanh chợ à? Chợ đấy. Bất coi nhỉ nhá. Sao bất kể rất là đáng yêu. Đấy. Đấy, còn anh nhà cô ấy. Ai ra? Ba. Còn trêu cả gái cả. À, thì có mấy ông gái. Ông chú này còn trêu cả gái. Hình như là sáng chú cũng đã bốc rồi vì thấy cái áo nó cũng bẩn bẩn rồi. À đấy, cũng biết trêu ghẹo người khác ấy chứ. Cái gì? Làm gì cơ? Ông ấy dắt mình vào quán rồi. Sao chú? Chú. Chào anh nha. Vâng, chào anh, chú anh nhỉ. Hả? À, chú bảo nha. Vâng, chú ạ. À, thôi, chụp thế thôi. Vâng. Chú đi làm chưa? Là rồi. Hả? Là rồi. Bây giờ nghỉ cái gì? Ba cái gì thôi. Chưa hiểu chú nói cái gì. Cứ mình cứ đi theo một vòng xem là ông định làm trò gì. À, chụp ảnh nha. Rồi, chụp rồi. Vâng, rồi. Chụp rồi. À, rất thích chụp ảnh. Rất thích chụp ảnh. À, đáng yêu. Rất thích chụp ảnh luôn. Ôi. À, lại chụp ảnh nha. Chào anh nhá. À, cho ông chú xin một kiểu ảnh. Rồi, ok, đẹp rồi, đẹp trai rồi. Anh biết gì về ông này không? Không biết nhiều. Mà. Lang thang ở chợ anh. Lang thang không cũng đi. À, lang thang ở chợ à? À. Rồi, em cảm ơn ạ. Cái đồng mang của anh nhỉ? Rồi. À, anh cười. À? Cái gì cái này à? À, trông có vẻ hơi nóng, toát hết mồ hôi rồi. À, chụp ảnh cô này á? À, định tán mấy cô này á? Định tán mấy cô này à? Ai xấu hổ chạy đi rồi. Chạy rất là nhanh. Không biết. Rồi, xấu hổ sao ấy, trốn mình rồi. Rồi, kệ ông ấy chạy, không đuổi theo nữa. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại chợ phiên Đồng Văn. Ở đây thì cũng ra rất nhiều hoạt động trao đổi mua bán. Ồ, chim à? Chim. Chim gì đây? Chim này là con chà mào. Chà mào à? Đây bán bao tiền? Đây mua 70.000. À, anh mua không phải bán à? Vâng. Hai con này là 140 à? Vâng. À, một anh trai đã mua được một đôi chim. Phía bên này thì thấy rất nhiều người đàn ông đang lúi húi làm cái việc gì đấy. À, đây là cái chỗ để mọi người giao dịch chim.
rất nhiều người đàn ông đang mang chin của mình ra đây để giao dịch. Con này là ông mua hay bán hả? Bây giờ đang đổ giá. À, đang trả giá. Con này định trả giá bao nhiêu hả anh? 30. 30.000 á? Vâng. Nó là chim gì ạ? Cái này á? Vâng. Mi đất. Chim mi đất. Ly đất à? Mi đất. Mi đất à? À, chú mi đất có giá 30.000. Em đang trả giá là định trả lên bao nhiêu? Không, bây giờ chú nó lấy 60. 60 à? À. Ông chú ấy muốn bán giá 60.000 nhưng mà anh chỉ muốn giả 30.000 thôi đúng không? Vâng. Đấy, rất nhiều người đàn ông mang chim của mình ra đây để chơi và để trao đổi nữa. Nhìn xem con ở đây con chim nào đắt nhất. Đây anh này thì bọc chim kỹ hơn. Con này là con gì anh? Chim gì đấy hả? Chim mi. Mi à? Con này thì bao tiền? Con này anh bán bao nhiêu? Hơn triệu. Bao nhiêu? Hơn triệu. Hơn 1 triệu à? Wow. Một chú chim hơn 1 triệu. Chim của anh này rất là đắt, hơn 1 triệu. Giờ thử đi tìm xem mà chú chim nào ở đây đắt giá nhất, bởi vì mình không biết nhiều về các loài chim. Pó là một chàng trai có am hiểu về các loài chim. Bây giờ Pó thử giúp mình tìm cái con đắt nhất ở đây xem nó là con gì. Đây là chú chim mà theo Pó thì là có giá thành đắt nhất. Nó rơi vào khoảng bao nhiêu tiền? Rơi tầm khoảng 5-6 triệu thôi. 5-6 triệu cả? Vâng, vâng. Wow. Nhưng mà nó là chim gì? Chim hỏa mi. Hỏa mi, tiêu chí nào mà nó lại đắt như vậy? Bởi vì mi này thì đánh được giải thì nó là chục triệu vẫn có. À, nó đánh người ta đánh giá qua tiếng hót hay là bộ lông? Kiểu như đánh nhau, bốc vào nhau ấy. À, cho nó đánh nhau á? Ờ, cho nó đánh nhau, một người bốc một người, một con bốc một con. Nếu đánh nhau mà nó thắng thì là giá nó cao à? Vâng. Con nào đánh được giải nhất thì giá nó cao. Con nào được giải nhất thì giá cao. Thế là con này là nên nó đánh nhau ở đâu rồi? Con này thì nó bình thường là một tuần thử một lần. Một tuần cho đánh nhau một lần. Vâng. Bây giờ đã đến cuối buổi chợ phiên rồi, mọi người bắt đầu dọn đồ về nhưng mà mình ngó mãi không thấy ông chú của mình ở đâu. Hỏi cô. Cô ơi, cô biết cái ông mà hay khuân đồ cho mọi người đâu không? Không thấy à? Ông ấy chạy đâu rồi ấy nhỉ? Tôi thấy ông chú ở đằng xa rồi. Có một người đàn ông ấy đang đưa ông ấy đi. À đúng rồi, đây sẽ là người thuê ông chú làm cái công việc bốc vác. Em chào anh nhá. Vâng. Anh thuê ông này bao tiền một lần bốc anh? 5.000. 5.000 à? À đây, 5.000 đầu tiên của chú ấy trong buổi sáng ngày hôm nay. Bốc xa không anh? Đây mà. À đây thế à? Nặng đấy. Đó. Khỏe không? Tại này khoảng bao nhiêu cân anh? Không. 30 cân à? Cân nhà ba. Rồi, để xem. 5.000. Không biết là ngày hôm nay ông sẽ bốc được khoảng bao nhiêu nghìn để xem nào. Tránh đường, tránh đường. Mình còn một lời hứa là mời chú ấy đi ăn phở. Nhưng không biết là từ sáng giờ chú ấy đã ăn chưa. Những người mà thuê chú ấy vác thì cũng là đồng bào người Mông thôi. Chắc là một phần cũng muốn giúp đỡ chú có thêm thu nhập. Vì 5.000 mà vác có mỗi một đoạn. Đấy, 5.000 mà đi một lúc đã thấy đến nơi rồi. Rồi, 5.000 đầu tiên đã có. Vẫn hôm nay lại xấu hổ mình hơn mọi khi. Đấy, lại lén đi rồi. Đấy, rất nhiều người gọi chú ấy để làm công việc này. À, hóa ra chú ấy có rất nhiều khách hàng chứ không phải là một người. Và có khi là mọi người phải xếp hàng đợi ấy. Đây, anh này cũng thuê này. Ôi, cho 20.000 này, nhà này 5.000 nữa này. Con này thẻ đúng không nào à? Rồi, có thêm 3 khách hàng nữa rồi. Ôi, buồn ngủ rồi, ngáp. Xanh, u lì, hai tải chú ạ.
cứ xin em một cứ đảm bảo cậu xét thẻ đấy. Rồi, thế là 15.000, tiếp theo là chú được 20.000 rồi. Chú được 20.000 rồi. Cái bao tải này thì nặng hơn bao tải cũ. Đi vẹo cả người này. Rồi, tập hợp vào kho. Tôi không biết là ngày hôm nay chủ mấy sào hàng này bán được nhiều tiền không, nhưng mà bỏ tiền ra thuê chú cũng tương đối là nhiều. Rồi, lại vòng đi. À, đếm tiền, đếm tiền. Chắc là nợ tiền gì đấy bây giờ mới trả, đúng không hả chị? Nợ tiền là... tiền đấy là họ gửi ở đây à? Ô, thế cứ mà chạy đi vòng lại thế này thì không biết là bao giờ ông chú mới làm xong việc. Bởi vì ông ấy có rất nhiều khách hàng. Và tức là cả buổi sáng thì không có khách, nhưng mà đến lúc đông khách thì lại dồn vào đúng cái giờ buổi trưa mà nắng nữa. Đấy, tất cả đều là những người đồng bào Mông. Rồi, tải thứ 3. Ui. Tí đâm đổ bếp ga. Rồi xem chuyến hàng này đi xa hay gần nào. Hình như là ông chú ấy thuộc, tức là gian hàng nào, chủ nào thì sẽ có kho ở đấy. Và người ta không cần chỉ là chú phải đi đến đâu, ta không phải thêm một người dẫn đi nữa, mà chú sẽ tự động tự biết được là cái hàng này sẽ để ở chỗ kho nào. Nghĩa là chú ấy làm công việc này ở đây rất là nhiều lần rồi. Xem cái kho này thì xa hơn mà chắc vẫn đồng giá 5k. Nặng lắm mọi người ạ. Trời nóng đấy chứ. Ôi, cô gái này xinh. Đấy, chú ấy biết là hàng ở kho nào đấy. Đây rồi. Không nghỉ luôn. Tiếp tục hành trình. Ô, thế này thì hình như là chú bỏ lên nhầm xe. Chú ấy bỏ lên nhầm xe à? Có phải nhầm không? Không phải à? Mọi người đang trêu là cẩn thận ông nhầm xe thôi gì? Cái này là trêu thôi. Trêu chú ấy thôi gì à? Trêu mẹ nó toát hết mồ hôi rồi. Toát hết mồ hôi còn trêu người ta. Trêu bảo là tí nó lại bê xuống lại bê lên thì à? À đấy. Tí bê xuống lại bê lên thì chết nhục. Rồi để xem ai là khách hàng tiếp theo của ông chú nào. Có vẻ như là rất bận rộn, bởi vì ai cũng mau mau chóng chóng dọn hàng để mang về. Anh nó bảo quay đi thôi. Lấy hàng đấy, nó bảo thế. À đấy à? Ừ. Nó bảo quay thì phải cho tiền nó mới cho quay, nó bảo thế. À, anh bảo với anh ấy là em có cho tiền mà, tí em cho tiền. Anh ấy không nghe được em nói. Anh bảo giúp em với. Ừ. Ừ. Lần này quay mình nhìn thấy phút tiền à? Anh biết gì về ông này không? Ông này gần nhà mình á. Gần nhà mình à? Thế cái công việc này thì ông ấy làm từ bao lâu rồi? Mấy năm rồi. Mấy năm rồi à? Em thấy người ta bảo đây là thánh chợ phiên đấy. Thì là bất kể chợ phiên nào ông ấy còn có mặt. Có hết mà. Thánh chợ kia thì nó có hết. Là cũng chỉ là mỗi một cái công việc này thôi. Là khuôn đồ giúp mọi người. Nó rất khôn, tiền rất... ít thì nó không bao giờ bê hộ đâu. À, tiền ít là không bê hộ à? Không đâu. Em thấy thấp nhất là 5.000 đúng không? 5.000 nhiều nhất là có ngày mình cho nó thì mình thấy thương thì mình cho 20.000 cho bắt rồi cho nó. À, có ngày thương thì cho 20.000 à? Và trước thì là bây giờ khôn hơn ngày xưa à? Khôn nhiều. À. Trước thì nó đùa
từ chợ ra đến tận nhà luôn. À trước là 1-2 nghìn cũng bê từ chợ ra đến nhà, nhưng bây giờ thì tăng giá rồi đúng không? Bây giờ nó khôn rồi, nó không giúp đỡ, nó bảo đến chợ nó bê rút. À em nghĩ là bởi vì anh ấy nhiều khách hàng hơn thì chắc là anh sẽ phải tăng giá. Thế thôi. Ừ. Anh thì rất nhiều người muốn ông ấy bê mà. Một cái chợ nó được từ 300-400 nghìn. À một phiên chợ được 300-400 nghìn cơ à? À thế là cũng thu nhập khá đấy chứ nhở. Ông chú của tôi này có một cái đam mê là thích chụp ảnh. Đấy. Thấy ai có máy ảnh là ông ấy bắt đầu đến để chụp ảnh rồi. Đấy. Titanic, tạo dáng. Đấy, rất tình cảm. Chụp chưa? Để em chụp cho. Chưa. Để em chụp cho. Được rồi, rồi. Đấy. Anh biết gì về ông này không? Có. Là người thân hay là như nào? Là người thân thôi. À, thế à? Ừ. Quý à? Ừ. Anh có phải bán hàng đây không? Không phải, em ở dưới Yên Minh. À, thế à? Hôm nay con nghe đây chơi thôi à? À, sang đây chơi à? Vâng à. À, thế gặp ông này lần đầu à? Ừ. Cảm ơn nhá. Vâng. Mình đang khá nghi ngờ về giới tính của ông chú này nhá. Bởi vì là rất là bén lẽn, rất là ẻo. Xong rồi là... lúc gặp con trai thì chụp hình ôm ấp rất là thân thiết. Rất là nghi ngờ về giới tính của ông chú này. Đấy, lại tiếp tục công việc của mình. Đấy, cứ thấy ai thân là chạy ra chụp ảnh xong lại quay về khuôn vác giúp mọi người. Đây, rồi. Đấy, lại được cho tiền này. Là thuê đấy. À, mọi thứ lại được tập hợp ở cái kho này. Chuyến hàng thứ tư hay thứ năm rồi. Chú có khát nước không? Uống này không? Không. Không à? Thế uống cái gì? Cái gì? Uống cái gì mua đi, cháu mua cho. Đấy, lại bén lẽn lại đi rồi. Thế mới hay. Mình đang không biết là sau này khi mà cái tuổi của chú ấy bắt đầu già hơn đi và sức khỏe nó xuống dần thì chú còn làm được cái công việc này nữa không? Bởi vì nếu mà không làm được công việc này thì không biết là chú có cái công việc khác để kiếm tiền không? Vì đây là một công việc bán sức, lấy sức mình để đổi lấy tiền thôi. Thì hiện nay chú cũng hơn 40 tuổi rồi mà sức khỏe chắc là cũng xuống nhanh ấy, bởi vì đi còn không vững này. Thì chỉ một thời gian nữa thôi là không thể bê được những cái vật dụng nặng như này, những cái đồ nặng như này rồi. Thì không biết là chú sẽ lựa chọn cái công việc gì tiếp theo để duy trì cuộc sống của mình. Bởi vì theo thông tin mình biết là chú sống độc thân một mình, không vợ con. Đấy, và có thể là chú sẽ nhặt thêm ve chai để kiếm sống. Đấy, chạy rất là ỏn ẻn. Rồi chắc có lẽ là mình sẽ tạm chia tay chú ở đây. Nếu các bạn đi chợ phiên mà vô tình gặp chú thì có thể là đứng chụp ảnh với chú hoặc là động viên chú một chút để chú có thêm động lực để tiếp tục công việc của mình. Ngày hôm nay thì hai chú cháu tôi lát nữa sẽ dọn xong đồ thì mời chú một bát phở. Đấy. Để chú có thêm sức khỏe.